người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Đại văn hào Johann Wolfgang von Goethe: cà phê là thức uống tuyệt vời nhất. Cà phê du nhập vào Đức từ những năm 1670 và trở thành thức uống trong cung điện Berlin năm 1675. Trong thời kỳ này, cà phê được xem là vật phẩm xa xỉ, một đặc quyền dành cho tầng lớp thượng lưu ở Đức. Đến năm 1679, quán cà phê đầu tiên của Đức được mở bởi một người Anh ở Hamburg và lan rộng ra Regensburg, Leipzig. Quán cà phê trở thành địa điểm diễn thuyết công khai, đề cập thẳng thắn về chính trị, xã hội và trách nhiệm của công dân, chính phủ. Những chủ đề vốn chỉ thuộc về quyền phát ngôn của một bộ phận xã hội trong quá khứ, giới văn nhân, nghệ sĩ, những con người luôn tràn ngập những khát khao, tư tưởng mới, cũng dành thời gian chiêm nghiệm suy tư tại quán cà phê. Nhà triết học người Đức Jürgen Habermas từng ví hàng quán cà phê giống như địa điểm quan trọng không thể thiếu trong xã hội và là yếu tố cấu thành nên không gian cộng đồng. Riêng đối với Johann Wolfgang von Goethe, một nhà tư tưởng hoạt động đồng thời trên nhiều lĩnh vực về văn học, nghệ thuật, lịch sử, triết học, mỹ học, địa lý, thì quán cà phê quả là một nơi chốn lý tưởng để ông thảo luận những quan điểm mới, tư tưởng mới. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, Goethe từng sinh sống qua nhiều nước từ Đức, Ý cho đến thủ đô Viên của Áo. Và ông luôn giữ thói quen thường xuyên tới các quán cà phê. Thậm chí ông còn được biết đến như một vị khách quen nổi tiếng tại quán cà phê Antico Cafe Greco tại thành Rome, Ý, và Florian's Cafe ở Viên. Johann Wolfgang von Goethe còn kéo các văn nhân và nghệ sĩ đến quán cà phê Antico Cafe Greco, biến nơi đây trở thành một trong những quán cà phê nổi tiếng tại Ý lúc bấy giờ. Theo nghĩa đó, Goethe đã góp phần quan trọng vào sự hình thành xã hội cà phê tại châu Âu. Chính tình yêu đặc biệt đối với cà phê đã thôi thúc sự tò mò của Johann Wolfgang von Goethe về cấu tạo thành phần thức uống kỳ diệu này. Rằng tại sao khi con người uống cà phê lại cảm thấy tỉnh táo, tập trung và hạnh phúc đến vậy? Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cùng sự tò mò đến yêu thích của Johann Wolfgang von Goethe đã thúc đẩy ông dày công nghiên cứu. Ông đã gửi đề tài nghiên cứu này cho chính người bạn thân của mình, nhà hóa học Friedrich Ferdinand Röntgen, để tìm lời giải đáp. Sau khi nhận được túi cà phê từ Goethe, Friedrich Ferdinand Röntgen đã bắt tay ngay vào hành trình khám phá công năng diệu kỳ của hạt cà phê bằng cách phân tách chúng. Từ những hạt mocha Ả Rập, ông cô lập và tinh chế được thứ bột màu trắng, đắng, không mùi và gọi là caffeine. Không chỉ mang lại nguồn năng lượng tuyệt vời cho não bộ, caffeine còn là một dược phẩm cho ngành y tế với những công dụng điều trị các bệnh về tim mạch và đường huyết. Kết thúc công trình khám phá khởi xuất từ tình yêu đặc biệt của Johann Wolfgang von Goethe dành cho cà phê, lần đầu tiên trong lịch sử, cà phê đã minh chứng công dụng tuyệt vời của mình với công chúng theo cách khoa học thực nghiệm.
Nếu trước đây con người đón nhận cà phê như món quà của Thượng Đế, thì nay tiếp nhận cà phê thông qua góc nhìn khoa học. Cà phê chính là thức uống tuyệt vời khiến cho con người luôn cảm thấy tỉnh thức, tập trung và hạnh phúc.